nam thần tượng Trung Quốc bị gạ tình trong show thực tế. Lâm Nhiễm cho biết bị một thí sinh nam gạ gẫm, quấy rối bằng ngôn từ và hành động khiếm nhã trong quá trình họ cùng tham gia chương trình sáng tạo Doanh 2019. Ngày 31 tháng 12, Sina đưa tin nam thần tượng Lâm Nhiễm gây chú ý khi livestream kể chuyện từng bị quấy rối tình dục khi tham gia chương trình thực tế sáng tạo Doanh năm 2019. Anh cho biết đã bị một thí sinh nam dự thi cùng nam gạ tình bằng những lời nói và hành động thiếu đứng đắn. Việc này khiến Lâm Nhiễm sợ hãi, bị ảnh hưởng tâm lý. Cậu ta xem tôi như con gái, luôn miệng khen tôi đáng yêu, ngoan hiền mỗi khi gặp mặt. Người đó còn đến phòng riêng và nằm lên giường của tôi. Tôi càng phản kháng, anh ta càng lấn tới. Có lần, người đó còn kể với mọi người về giấc mơ không trong sáng với tôi, Lâm Nhiễm cho biết. Nam thần tượng sinh năm 1999, từ chối tiết lộ danh tính kẻ quấy rối. Đồng thời, Lâm Nhiễm khẳng định không bịa chuyện giật gân để đánh bóng tên tuổi. Không ai mang việc bản thân là nạn nhân của quấy rối tình dục để đổi lấy sự nổi tiếng đâu. Kể ra việc bản thân từng bị gạ gẫm vốn là tự chuốc lấy thị phi rồi, Lâm Nhiễm viết trên trang cá nhân sau khi nhận được hàng loạt tin nhắn chất vấn, tấn công. Hé lộ mặt tối đằng sau chương trình tuyển chọn thần tượng hàng đầu Trung Quốc của Lâm Nhiễm hiện gây bàn tán trên mạng xã hội. Từ năm 2021, cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã cấm sản xuất show thần tượng như sáng tạo Doanh. Thanh xuân có bạn vì tồn tại nhiều vấn đề tiêu cực, gây tác động xấu đến xã hội. Lâm Nhiễm sinh năm 1999. Năm 2018, anh ra mắt ngành giải trí với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc Girl DNAGA. Sau đó, Lâm Nhiễm tham gia nhiều show thực tế tuyển chọn thần tượng để tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng chưa có được may mắn.